một chiếc giường hơn, một chiếc đệm hơi. Em sẽ hút hơi đi thử cho cả nhà mình cùng xem nào. À, một dòng chiếc đệm hơi như thế này. Sau khi mà em hút hơi đi này, gấp gọn lại thì sau nó sẽ còn nhỏ gọn cho em như thế nào. Ừ nhá, nhỏ gọn cho em như thế nào. Đây, đây là một con giường. Đó, à, một con đệm dày dặn chắc chắn cho em này. Có độ êm, có độ mềm khi anh chị em nhà mình nằm đây sử dụng, đúng không ạ? Khi mọi người mình hút hơi thì mình tháo cho em cả hai cái van hơi ra này. Đó, ở đây nó sẽ có hai van hơi mọi người nha. Hai van hơi này, tháo cho em cả hai cái van hơi ra. Sau đó cái bơm điện mà em tặng cho mọi người nó sẽ có hai chiều, một đầu để bơm vào và một đầu để hút ra. Mọi người bơm hơi, mọi người cắm van cho em lên đầu bơm. Mọi người hút thì mọi người cắm van cho em, cho em cái đầu hút ở phía sau này. Đó, đây là khi anh chị em nhà mình bơm này, hút hơi này, cắm cho em ở đầu hút đằng sau này. Sau đó cắm vào van hơi của cái con đệm. Cắm vào van ở con đệm, bật công tắc lên. Bật công tắc lên và bơm hơi cho em. Ở đây nhá, cái máy bơm nó sẽ có công tắc nhá. Bật công tắc lên này. Đó, là chỉ cần chờ cho em độ tầm khoảng 3 phút thôi nhà mọi người. Ừ, 2 phút thôi là có thể hút tiệt hơi đi của con đệm đi. Và anh chị em nhà mình có thể là gấp gọn nó lại cho em. À, không mất quá nhiều thời gian của nhà nha, chỉ độ tầm khoảng cho em 1 phút rưỡi đến 2 phút thôi là có thể gấp gọn con đệm này đi và cất vào tủ, cất vào tủ, cất vào ngăn kéo hay cầm đi đâu cho em cũng rất là tiện. À, thao tác nhanh gọn tiện lợi để tại cả nhà mình sử dụng thì bơm hơi lên cho em. Sử dụng thì bơm hơi lên cho em, không sử dụng đến nữa thì hút hơi gấp gọn cho cả nhà. Giá trên mai hiện tại đang rất là tốt rồi. Nên anh chị em mình nào đang quan tâm thì có thể tham khảo luôn nhé. Đang quan tâm thì có thể tham khảo luôn trong phiên live nhà em ngày hôm nay nha. Còn câu hỏi đang mắc gì đối với dòng sản phẩm giường hơi điện hơi nhà em nữa không? Tham khảo ngay trong phiên live. Quan tâm dòng sản phẩm nào thì comment để em tư vấn thêm nhé. Đang có chương trình sale giảm 8% rồi đấy ạ. À. Đây là cả nhà mình săn hôm nay đều có giá rất là tốt nhé. Cả nhà mình săn hôm nay đều có giá rất là tốt cho em. Đấy. Phút chỉ độ tầm khoảng cho em là 1 phút rưỡi đến 2 phút thôi là cả nhà mình đã có thể gấp gọn nó lại. Đó, mình nhìn thấy nè, hơi đã dẹp đi rồi, đúng không ạ? Hơi đã dẹp đi rồi, chỉ độ tầm khoảng 1 phút rưỡi đến 2 phút rồi. Anh chị em nhà mình có thể gấp gọn cái chiếc đệm này lại xem. Đó. Hết sạch hơi luôn nha. Sử dụng bơm hút thì nó sẽ kiệt hơi hơn cả nhà. Sử dụng bơm hút nó sẽ kiệt hơi hơn và cả nhà mình gấp gọn nó sẽ dễ hơn. Sau so việc mà anh chị em nhà mình sử dụng xả hơi thường, xả hơi thường nó sẽ mất thời gian hơn nha. Đây. Sau khi hút kiệt hơi đi rồi mọi người có thể thấy nó chỉ còn mỏng cho em như một chiếc chăn mỏng như thế này. Đó, chiếc đệm hơi hiện đại nó chỉ còn mỏng như thế này thôi. Mọi người gấp gọn nó lại cho em đều ok nha. Gấp gọn cho lại cho em. Đấy. Rất là tiện, gấp như gấp chăn ở nhà anh chị em nhà mình thôi. Đó, gấp lại cho em như thế này. Đó, là nhỏ gọn cả nhà mình cầm đi dã ngoại, đi du lịch, cầm đi chơi hay là cầm không dùng đến nữa, cất vào tủ, cất con kéo cho em đều nhỏ gọn. Nhỏ gọn, đúng không ạ? Để anh chị em mình nào đang quan tâm thì có thể tham khảo trên dòng sản phẩm điện hơi nha. Anh chị em mình dân văn phòng này mà thời hay về ngủ nghỉ hay là công việc của mình đặc thù phải ngủ nghỉ ở tại công ty mà không có giường hơi để ngủ nghỉ thì mọi người tham khảo ngay cho em một con đệm hơi như thế này mọi người nhá. Bơm hơi nên sử dụng thì bơm hơi lên, kéo nó xuống đi. Sử dụng thì bơm hơi lên, còn không dùng đến nữa thì hút hơi gấp gọn cất đi che. Không dùng đến nữa thì hút hơi gấp gọn cất đi che. Đó, giá trong live đang là giá tốt rồi, áp vô sở giảm 8% giá siêu hời rồi. Nên là cả nhà mình nào đang quan tâm thì có thể tham khảo nha. Hiện tại giờ em sẽ bơm hơi lên cho mọi người cùng xem này. Bơm hơi như thế nào nhá. Bơm hơi mình sẽ cắm van cho em này vào đầu bơm. Trước bơm mình thì em có hai chiều đúng không ạ? Một đầu hút này. Đầu bơm là cắm cho em phía bên này. Đây là van nha. Đây là van nha. Sau đó cắm vào van hơi của con đệm. Bật công tắc lên cho em. Đó là lại chờ giúp em độ tầm khoảng là 1 phút rưỡi đến 2 phút. Và cả nhà mình đã có một chiếc giường hơi để ngủ nghỉ cho em rồi. Nó chiếc đệm hơi để ngủ nghỉ cho em rồi. Em ghi lại dòng sản phẩm đệm hơi cho anh chị em mình là đang quan tâm nha. Giá trên mai đang là giá tốt rồi. Nên là mọi người mình nào đang săn thì tranh thủ săn nha. Đó, đệm lại bắt đầu lên hơi rồi. Đệm bắt đầu lên hơi là độ tự khoảng cho em 1 phút rưỡi 2 phút thôi.
tranh thủ luôn giúp em nha. Con có hỏi con mắc gì? Còn câu hỏi thắc mắc gì tranh thủ ngay giúp em. Còn câu hỏi thắc mắc gì tham khảo ngay trong video này để em tư vấn thêm cho mọi người nha. Con đang dùng sản phẩm gì tham khảo ngay trong này để em tư vấn thêm cho mọi người. Đây mọi người có thể thấy này, bơm hơi độ tầm khoảng 1 phút hơn thôi rồi đã lên hơi như thế này rồi. Đối với dòng sản phẩm này nhà em nhé, mọi người bơm hơi để ý là bơm hơi cho em 2 lần nha cả nhà. Bơm gần được rồi này, đóng chặt cho em cái van phía bên trong này lại. Đóng chặt cho em cái van phía bên trong này lại. Sau đó là mọi người lại cắm bơm vào, bơm tiếp lên cho em, bơm tiếp lên cho em. À, và rồi là gì ạ? Mọi người lại đóng. Khi nào bơm căng rồi, đủ hơi nằm ngủ nghỉ rồi thì tắt bơm đi và đóng cho em cái van phía ngoài này là ok nha.